đã quay trở lại với Life Forex như thường lệ mỗi ngày một chuyên mục, và trong video lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 cách giao dịch cho các trader thường xuyên bận rộn. Trước khi tham gia vào thị trường Forex, hầu hết các trader đều có cho riêng mình một công việc thứ hai nào đó. Chính vì thế họ luôn được xem là những người bận rộn. Vì lẽ đó, quỹ thời gian của họ là rất eo hẹp để có thể mở laptop lên mà trading một cách thong thả. Họ không tìm ra bất kỳ chỗ trống nào trong thời gian biểu. Trong suốt thời gian thị trường mở cửa thì họ không có một phút giây nào có thể tham gia vào vì họ cho rằng họ không có thời gian. Tuy nhiên, nói như thế thì không có nghĩa là 100% các trader đều không có thời gian ngồi trước màn hình vi tính để giao dịch. Trong số đó vẫn có một số người dành cả thời gian để theo dõi thị trường từ phiên này đến phiên khác. Nếu như khoảng thời gian đó họ không có việc gì làm, không những thế vẫn có hàng tá các trade và hàng chục ngàn phong cách trade khác nhau cho những người bận rộn. Và dưới đây là 3 kỹ thuật giúp cho các trader bận rộn có thời gian dành cho trading nhiều hơn. Cách đầu tiên dành cho những người quá bận rộn như sau. Nếu như bạn thực sự bận bịu, có lẽ bạn sẽ chọn một ngày nào đó trong mỗi tuần để trade và chỉ trade vào một lệnh vào ngày đó. Nếu có thể, bạn hãy kiểm tra tin tức kinh tế vào Chủ nhật và đặt lệnh vào sáng thứ hai. Hãy sử dụng đồ thị ngày ở trường hợp này và tự do sử dụng bất kỳ chỉ báo nào mà bạn muốn. Cốt lõi của phương pháp này là kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Và đây không hề là phương pháp tệ. Không những thị trường được phân tích từ yếu tố cơ bản mà còn kết hợp điểm vào lệnh từ phân tích kỹ thuật. Điều này sẽ làm cho bạn có một phong cách giao dịch bận rộn hết sức tuyệt vời. Đối với những trader hơi bận thì cách thứ hai này sẽ giúp họ như sau. Nếu như bạn không bận lắm, bạn có thể theo dõi đồ thị một lần mỗi ngày để tìm hiểu từ 1 đến 2 lệnh. Nếu bạn không bận lắm, bạn có thể theo dõi đồ thị mỗi ngày một lần để tìm tín hiệu từ 1 đến 2 lệnh. Trường hợp này, bạn có thể dùng khung ngày 1 hoặc khung giờ 1. Điều quan trọng là hãy theo dõi các xu hướng và kiểm tra các vùng hỗ trợ kháng cự. Kết hợp với các yếu tố cơ bản sẽ gia tăng hiệu quả. Điểm vào lệnh của bạn phải phù hợp với phân tích và điều kiện thị trường lúc đó. Và cách cuối cùng là dành cho các trader khi họ chỉ có thời gian để giao dịch vào cuối tuần. Nếu bạn không có thời gian để trade nhưng không phải trong tuần thì hãy dùng thị trường crypto là thị trường dành cho bạn. Thị trường này không bị giới hạn giờ mở cửa như Forex nên bạn hoàn toàn có thể quẩy nhiệt tình vào ngày cuối tuần nhé. Mặt khác, các trader bận rộn cũng cần lưu ý rằng bạn không phải trade mọi lúc và bạn không phải theo dõi biểu đồ cả ngày. Bạn có thể chuyển sang những khung giờ dài hơn tùy vào quỹ thời gian bạn có và hãy tránh xa những kiểu trade thần tốc như scalping và tập trung vào phong cách trade dài hạn. Đây là 3 kỹ thuật giải quyết khó khăn cho các trader bận rộn. Chúc bạn có một ngày giao dịch thật suôn sẻ và đạt được nhiều hiệu quả. Thay mặt Life Forex xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.